Thưa quý vị, mưa là một trong 21 loại hình thiên tai mà Việt Nam đã và đang trải qua. Tuy nhiên thì đây cũng là loại hình thiên tai mà nhiều người dân không chú ý đề phòng nhất. Vậy chính những thiệt hại nặng nề mà nhiều địa phương vừa phải đối mặt do mưa lớn kéo dài, một lần nữa là hồi chuông cảnh báo, là bài học nhãn tiền cho tất cả chúng ta. Nhà sập, tốc mái, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, úng ngập. Hoa màu, cây cối bị đổ ngã, bật gốc, thậm chí người dân bị thương vong. Tất cả đều là hậu quả do mưa lớn gây ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc thời gian qua. Mưa to là sợ. Sợ nhất là ban đêm này. Mưa không biết nơi nào để có khi là trôi cả người, nhà cũng trôi cả người. Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu cho nên cái nhiệt độ nó tăng lên. Tức là sự phân bố của nhiệt độ nó khác đi. Và sự phân bố nhiệt độ nó khác đi thì sự phân bố khí áp nó khác đi. Sự phân bố khí áp khác đi, sự phân bố gió khác đi. Phân bố gió khác đi sẽ thời tiết sẽ khác đi. Có thể nói là cực đoan cũng được. Nhưng mà có điều là nó rất là cục bộ chứ không phải là diện rộng. Cho nên cũng rất là khó đánh giá. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, những năm gần đây, nguyên nhân chủ yếu gây ra các thiệt hại lớn về người và tài sản ở các tỉnh vùng núi phía Bắc là do các hiện tượng thời tiết bất thường, trong đó có mưa lớn kéo dài. Thế nhưng đến nay, dự báo mưa vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Mưa hay là dự báo thời tiết nói chung ấy, thì người ta thường sử dụng đồng thời 3 phương pháp. Một là phương pháp mà số trị, hai là bằng thống kê, ba là bằng phương pháp SIDOP. Tuy nhiên là cái vùng nước ta ấy, thì là cái mô hình số trị là sai số rất lớn. Do là cái điều kiện là cái gần xích đạo, đó cũng do ảnh hưởng biến đổi khí hậu cho nên các cái quy luật bình thường của nó đã bị phá vỡ. Cho nên việc dự báo của nó là rất là khó khăn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, Bắc Bộ đang bước vào cao điểm của mùa mưa lũ và đi kèm với đó là những nguy cơ tiềm ẩn rất có thể xảy ra. Lưu ý cảnh báo là cây mưa lớn này thường xảy ra vào đêm và sáng sớm và do đó sẽ gây rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về lũ quét, sạt lở đất. Và trong cái nền mà chúng ta vừa qua chúng ta ghi nhận được mưa rất lớn như vậy và các thảm thực vật cũng như là các điều kiện địa chất nó cũng đã bắt đầu biến đổi thì cái nguy cơ sẽ càng ngày càng cao. Một trận mưa mà nó cục bộ, nó ngắn thôi nhưng mà nó dồn dập thì có thể ở các cái vùng đô thị ngập lụt tức thì. Nếu như mà mưa mà trong một cái khoảng thời gian để mà đủ lớn và kéo dài nữa thì có thể là nước nó dồn ở các cái khu vực xung quanh về các cái thung lũng hay là về các cái dòng suối, dòng sông và có thể dẫn đến cái hệ quả lũ ống lũ quét và thậm chí là sức mạnh của nó có thể quét hẳn cả một cái bản làng. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt Việt Nam đang trong mùa mưa lũ, các địa phương và người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó, không được chủ quan lơ là nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra.